Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của CityWatch. Mình là Thân, là admin của YouTube CityWatch.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con Seiko Presser với phiên bản cocktail rất là đẹp mắt. Như các bạn đã thấy trên clip thì chiếc này có một màu sắc rất là ấn tượng các bạn. Màu xanh huyền bí, xanh blue huyền bí các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy em nó ra cho các bạn xem và ngắm em nó nha. Đây, để gần em nó cho các bạn xem chiếc Seiko cocktail với màu xanh blue chạy tia đẹp mắt vô cùng. Wow. Phải nói là để gần em nó nhìn phải nói là say đắm luôn. Hãng Seiko thiết kế những chiếc cocktail lúc nào cũng làm cho người nhìn cảm giác mê đắm bởi cái vẻ đẹp không thể cưỡng nổi, và đặc biệt ở phiên bản chạy tia này thì bất cứ ai nhìn vô cái mặt dial đều cảm giác là hút mắt bởi những cái đường tia chạy ra giống như những cái tia sáng phát ra từ cái tâm này, làm cho con người nhìn cảm giác là mê man các bạn, nhìn đẹp mê man nên là nhìn vô là thấy mê luôn các bạn, đúng không? Rồi không nói nhiều nữa, mình sẽ đi vào chi tiết em nó. Thì con này thì có size là 40.5mm cùng với độ dày lên tay là 14mm. Anh em có cổ tay mà từ 15-15.5 trở lên nó đeo rất là đẹp mắt rồi. Đây mình tay 16.5 nhưng mà các lên tay các bạn xem này, đẹp cũng phải nói là không thể chê đâu được đó, thấy không? Vừa tay luôn, vừa y luôn. Anh em nào cổ tay còn to hơn khoảng 17-17.5 đeo cũng rất là đẹp mắt nha các bạn. Nói chung là cái thông số mà size từ 40.5 đó thì anh em đeo rất là thoải mái, không lo luôn. Rồi, ok. Đẹp quá các bạn ơi. Mình có nên đeo chiếc này luôn không nhỉ? Quá đẹp. Rồi. Xong cái phần lên size, bây giờ mình sẽ đi qua chi tiết về cái phần máy. Máy thì phần Seiko cocktail tất cả các máy đều đang sử dụng là máy 4R35. Rất là tiên tiến và bền bỉ. Với cổ máy này thì cho tới 23 chân kính thì cho thời gian chữa cốt là 40 giờ. Thì máy 4R anh em cũng đã biết qua rồi, là một cái cổ máy rất là xịn luôn. Thì hoạt động rất là trơn tru và cho cái size số của em nó rất là thấp so với những cái dòng khác. Đó, đây là dòng Presser. Rồi. Xong cái phần máy thì máy thì có hai cái chức năng là lên có tay và lên có tự động. Đây, lên có tay thì các bạn cũng đã biết rồi, mình chỉ cần việc xoay cái nấm vặn này theo chiều kim đồng hồ thì có sẽ lên. Mình xoay từ 15-20 vòng nha các bạn. Nếu mà đồng hồ đã hết năng lượng thì xoay 15-20 vòng thì mình đã có thể xài trong vòng 40 tiếng rất là thoải mái. Còn nếu anh em nào mà xài liên tục thì chỉ việc đeo lên tay thôi, không cần phải lên cót nữa nha. Rồi tiếp theo mình sẽ chỉ cách chỉnh ngay và giờ. Ngay thì anh em chỉ cần kéo ra một nắp thôi nè. Đây, kéo ra một nắp thôi và xoay ngược chiều kim đồng hồ là ngày nó sẽ nhảy này các bạn. Rồi. Xong ngày. Bây giờ, giờ thì có chức năng hacking stop. Đây, rất là thoải mái khi mà anh em kéo ra nấm vặn ra thì kim dây sẽ dừng giúp anh em chỉnh giờ chính xác hơn rất là nhiều. Đây, bây giờ mình chỉnh giờ. Đó, thấy không? Rồi. Ok. Chỉnh xong đóng lại. Kim dây nhìn thấy không, chạy rất là mượt mà luôn, rất là chất lượng. Phải nói là cái độ hoàn thiện của dòng cocktail Presser phải nói là đạt ở đỉnh cao luôn các bạn. Từng chi tiết đều ở một trạng thái phải nói là hoàn mỹ, phải nói dùng từ hoàn mỹ nhé. Ok, rồi cái phần mặt dial cái này các bạn, mặt dial là sử dụng cái bộ kim lưỡi kiếm đặc trưng của dòng cocktail rồi, các bạn đã biết rồi. Tiếp theo là cái phần kim dây. Thì kim dây là được làm rất là trâu chuốt. Đây, rất là trâu chuốt. Phần cuối kim dây thì các bạn được thấy rồi, phần hình thoi làm rất là đẹp mắt. Rồi 12 cọc số là được vuốt giống như những cái nanh đó các bạn, giống như nanh hổ đó. Làm đẹp mắt vô cùng luôn. Rất là đẹp mắt. Được phân những cái cọc số này được chia ra giúp anh em có thể xem giờ rất là tiện lợi, mình canh được biết những giờ phút này rất là chính xác các bạn. Rồi ok, thì mà tiếp theo mình sẽ đi qua cái phần mặt kính. Đây, mặt kính của em này là mặt kính Harley Quieto nha các bạn, là một mặt kính độc quyền của Seiko. Thì
kính này thì anh em cũng đã biết rồi, đây là kính kính vòm 3D rất là đẹp mắt, đặc trưng của dòng Seiko luôn. Thì Seiko Cocktail luôn luôn sử dụng cái bộ kính vòm này để tăng đến cái độ quyến rũ cho chiếc đồng hồ nha các bạn. Đeo lên tay kính vòm lúc nào mình cũng cảm thấy tự tin với những ánh mắt của người nhìn bên phía đối diện, vì sẽ tạo cho mình cái cảm giác sang trọng hơn hẳn so với những chiếc kính phẳng nha các bạn. Kính cong đeo lên lúc nào cũng rất là đẹp mắt. Rồi xong cái phần kính rồi thì mình sẽ đi qua phần giới thiệu cho các bạn phần mặt bên hông. Bên hông thì các bạn sẽ thấy là sử dụng cái bộ niềng và dây thép và niềng làm từ thép không rỉ 316L, được mạ rất là sáng bóng, đây rất là sáng bóng, đẹp không thể cưỡng nổi luôn, đẹp mắt đến từng chi tiết đây. Rồi phần nấm thì trên nấm có khắc cái hình logo hình chữ S đặc trưng của dòng Presser nha các bạn. Đây logo hình chữ S trên chiếc nấm hình vương miện đẹp mắt vô cùng này, rất là đẹp, cầm rất là đã tay, lên cóc là rất là sướng đó, mình chỉ cần bạn này lên cóc rất là sướng đó, đó là cái lợi thế của cái chiếc nấm hình vương miện này, mình rất là thoải mái, rất là đã. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua cái phần mặt đáy, đây mình sẽ giới thiệu phần mặt đáy cho anh em xem để gần anh em thấy này phần mặt đáy nó đẹp đẹp cỡ nào nha. Đây phần bánh đà được nhà sản xuất làm mạ gold tạo những cái điểm nhấn cho cái phần mặt mặt đáy với đầy đủ những cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra, Seiko Time này, rồi máy 4R35 này, 23 chân kính này. Đây, cùng với những chi tiết Seiko, độ chống nước em này là 53 tướng với là 50m, anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay này. Rồi sắc liệu stainless steel, mã máy này, đây mã máy thông số máy, rồi bản main suspend nội địa Nhật này, đây rất là đầy đủ về chi tiết. Ngắm cái mông em này thì phải nói là rất là quyến rũ các bạn ơi. Từng cái cọc số, từng cái chân kính, ốc vít cho đến những cái bánh răng nhìn vô là thấy mê ly luôn. Vì con này đạt đến cái độ hoàn thiện đỉnh cao rồi nên anh em nhìn vô không thể rời mắt được, ngắm mặt cái mông của em này thôi thì thấy cũng đã quá sướng rồi, không thể chê được nữa đây. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ dây này. Bộ dây của em Cocktail Presser này được làm hai phần, một phần phay xước và một phần phay bóng, rất là đẹp mắt và sang trọng. Đây là một cái điểm nhấn so với những cái bộ dây khác. Đây. Rồi. Về cái phần khóa cài, đây khóa cài thì sử dụng khóa cài gập hai đầu. Rất là tiện lợi, anh em chỉ việc gập lên một bên rồi khi mở chỉ cần việc ấn cái nút này là tự động bung ra. Đấy. Quá dễ sử dụng luôn. Cũng rất là bền bỉ. Chứ anh em mà đeo lên chiếc đồng hồ này cảm giác nó cân đối hơn so với khóa bấm một bên nha. Cảm giác cân đối với tay hơn. Đây đó, rất là tiện lợi và dễ dùng ạ. Rồi mình sẽ quay lại cái cho anh em ngắm cái phần mặt trước con Seiko Cocktail với phiên bản màu xanh blue chạy tia này. Đây ngắm lại đi các bạn ơi, đẹp lắm, đẹp không thể chê vào đâu được. Lâu là lần nữa cho các bạn xem đây. Ok rồi, em này thì ở ngoài hãng thì các bạn cũng biết rồi, giá rất là cao, nằm đâu ở đó khoảng là 12 triệu. Nhưng mà tại CityWatch thì anh em nhận được mức giá ưu đãi nhất thì đâu đó tầm giá khoảng là chưa đến 8 triệu thôi, rất là ưu đãi luôn. Nhưng mà sở hữu được con hàng này trên tay rất là chất lượng, hàng chính hãng. Rồi nếu anh em nào mà thấy thích thì hãy ghé qua showroom của CityWatch tại 548/21 Nguyễn Thái Sơn, phường 5 Gò Vấp để ngắm và chiêm ngưỡng em nó nha. Hoặc có thể đặt hàng ngay qua số hotline 0938 77 24 để gặp admin thân tư vấn cho các bạn và đặt mua ngay. Rồi hãy thấy hay hãy like và đăng ký kênh YouTube của CityWatch.vn, đừng quên để lại nút chuông nha các bạn để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.